Ngoài chưa đi ra đó còn gì, gì nữa chúng ta cần quan tâm hay là không? Thì các bạn thấy được là thứ sáu này đó, nghĩa là còn hai ngày nữa ngày 4 tây tháng 2 thì chúng ta sẽ có thêm một cái đợt uh, option đáo hạn nghĩa là quyền được mua và quyền được bán thường đó thì chúng ta chỉ quan tâm đến những cái đợt đáo hạn cuối tháng hay là cuối quý đó là những cái đợt đáo hạn mà nó có nhiều cái sự hình thưởng hơn nhưng mà tuần này của nội tuần mà cái số lượng option cũng không nhỏ đâu và hiện bây giờ các bạn thấy trên màn hình đó cái điểm max pen cái điểm mà nhiều nhà đầu tư lộ nhất là mức nào đó chính là cái mức là 37.000 đô. Nếu như mà BTC kết thúc đó là thứ sáu này mà giá xây quanh 37.000 đô thì đây là lúc mà nhiều nhà đầu tư, nhà trader sẽ lỗ nhất tại vì lúc mà xoay quanh cái mức giá 37 ngàn này lên thì những người mà mua option đó thì những cái lệnh đó là coi như là không còn hiệu lực và họ chỉ bỏ cái lệnh đó mà thôi những người bán là những người mà có lời thì chúng ta thấy được là mức giá này là 37 ngàn đô nếu như mà các bạn tin tưởng đó cái giả thuyết mà nhiều người nói đến là cái giá của BTC đó bị ảnh hưởng bởi cái giá max pen của option mỗi lần mà đáo hạn lớn thì chúng ta đã nhớ đó là cái mức này đã giảm xuống 1 ngàn đô tại vì khi chúng ta thấy là tính toán lại thì chúng ta sẽ thấy cái điểm maxpen có thể là di chuyển theo thời gian và thường nay nhớ là cuối tuần qua đã thường chia sẻ với các bạn là cái điểm maxpen là 38.000 đô bây giờ là 37.000 đô và thường có nói với các bạn là nếu các bạn tin là cái điểm maxpen này có xu hướng hưởng đối với lại BTC đó thì chúng ta có thể thấy được là giá lúc đó là 38.000 thì có thể là cuối tuần này đã kết thúc cũng xoay quanh mức 38.000 mà thôi. Nhưng mà các bạn thấy bây giờ giảm xuống 37 000 thì giá BTC bây giờ là bao nhiêu cũng là khoảng chừng là 37 000 Thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái thông tin này nhưng mà đây là cái tài liệu Max mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới những cái option đáo hạn. Bây giờ Thùng muốn uh, chuyển qua nói tới một thêm một số những thông tin khác nữa mà các bạn cần nên biết mà cũng có sức ảnh hưởng đến thị trường tài chính và đương nhiên là đã có sức ảnh hưởng gián tiếp đến hiệp crypto rồi. Đó chính là cái tài liệu liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine và cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta đương nhiên sẽ không nói về chính trị đúng sai hay là những gì mà các bạn muốn à, biết liên quan đến chính trị chúng ta chỉ nói tới là những gì các bạn cần nên biết liên quan tới góc cạnh của một nhà đầu tư mà thôi tại vì đây cũng là một điều mà thường đã chia sẻ với bạn cách đây là khoảng chừng là hơn 2 tuần đó lúc này là những cái tài liệu liên quan đến cái căng thẳng giữa nga và ukraine đó thì lúc đó đó chỉ là một cái thông tin ngoài lời mà thôi cho những cái uh, uh, bài báo liên quan tới tài chính Nhưng mà càng ngày các bạn thấy được là bây giờ thông tin này càng lớn lên Đối với cái sự ảnh hưởng đến thị trường tài chính Tuy nhiên điều này vẫn chưa có xảy ra Có nghĩa là tới bây giờ chúng ta vẫn không biết là có chiến tranh hay là không Chỉ là cái sự căng thẳng đang tăng lên Và điều này cũng làm cho nhiều người lo ngại rồi Trước hết á, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình ở châu Âu đi thì ECB có nghĩa là ngân hàng trung ương của châu Âu đó đã đưa ra cái tài liệu là các bạn thấy được là chi phí sinh hoạt của 16 quốc gia ở châu Âu đó sử dụng chung đồng tiền là euro đó đã tăng 5,1% trong tháng giêng bất chấp kỳ vọng là giảm mạnh xuống 4,4% con số của tháng 12 đó là 5.0 có nghĩa là các bạn thấy là mọi người hy vọng đó là phần trăm lạm phát chỉ là 4,4% mà thôi ở trong châu Âu nhưng mà các bạn thấy là kết thúc đó tháng giêng này là 5,1% có nghĩa là lạm phát đang tăng cao nhưng mà chủ tịch ECB đó chủ tịch ngân hàng trung mương của đã à, lên tiếng đó chính là Christine Lagarde đó thì có đưa ra những cái thay đổi với các tuyên bố trước đây hay là không có nghĩa là các bạn đã nhớ đó trước đây À, thường đã chia sẻ với các bạn là bây giờ đó nếu nói tới ngân hàng trung ương thì chúng ta đã thấy là ở nước Anh đó, đã tăng một lần rồi tăng lãi suất một lần họ chuẩn bị tăng thêm lần thứ hai nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ ở Hoa Kỳ đó thì chưa tăng lãi suất lần nào hết từ khi mà dự định xảy ra nhưng mà khả năng cao là sẽ tăng lần đầu tiên trong tháng 3 tới đây ở châu Âu đó thì họ nói là điều mà tăng lãi suất năm 2022 đó rất khó xảy ra nghĩa là năm nay họ không có dự tính là sẽ tăng lãi suất nhưng mà ngày mai đó là một cuộc họp của chủ tịch Justin Lagarde của ngân hàng trung ương của châu Âu thì lúc đó đó bà ta có đưa ra quyết định là thay đổi cái sự suy nghĩ này hay không chúng ta vẫn chưa có biết hiện bây giờ chỉ có một quốc gia duy nhất mà chúng ta biết hiện bây giờ là không những là không tăng mà còn giảm lãi suất đó chính là Trung Quốc nhưng mà đây là một dấu hiệu là cái tình hình à, kinh tế Trung Quốc không ổn cho nên họ không dám tăng mà còn phải giảm lãi suất nữa Tại vì các bạn thấy được là tăng lãi suất có nghĩa là chúng ta siết chặt nguồn tiền và ngân hàng trung ương chỉ làm như vậy khi mà thấy là nền kinh tế tốt và lạm phát đang tăng mà thôi chứ ngược lại là ngân hàng trung ương không dám tăng đâu và chúng ta thấy được là ECB đó cũng không dám tăng lãi suất bây giờ. Chúng ta tiếp tục chờ đợi xem ngày mai họp xong đó thì tôi xin gọi có thay đổi ý kiến của mình hay là không về việc là không tăng lãi suất năm nay. Thêm vào đó nữa đó là nhiều người nghĩ là nếu như mà có sự căng thẳng đó giữa Nga và Ukraine gia tăng đó thì có thể là dẫn đến gián đoạn cái việc là cung cấp năng lượng cho châu Âu. Và nhiều nhà đầu tư đó thì kỳ vọng là ngân hàng trung ương của châu Âu đó sẽ ngày càng ôn hòa hơn, tập trung vào cái tác động của sự tăng trưởng và ổn định tài chính. Mặc dù là lạm phát năng lượng có khả năng tăng cao hơn trong thời gian ngắn hạn. Có nghĩa là mọi người hy vọng đó là sau cuộc họp ngày mai đó ngân hàng trung ương của châu Âu đâu vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm là không tăng lãi suất trong năm nay và thậm chí là không tăng trong năm sau, tại vì họ nghĩ là cái việc liên quan tới căng thẳng giữa Nga và Ukraine đó sẽ làm tăng thêm cái sự bất ổn của thị trường tài chính và nền kinh tế ở châu Âu, cho nên không nên tăng lãi suất hiện bây giờ, đó là điều mà được nói đến ngày hôm nay. Và để cho các bạn thêm một số thông tin đó, thì chúng ta cũng đã biết thêm bây giờ rồi là ở Pentagon đó thì đã di chuyển thêm một số lực lượng có trụ sở tại châu Âu về phía đông và gửi thêm quân đội Mỹ đến châu Âu khi mà cuộc khủng hoảng ở biên giới Ukraine và nước Nga đó đang tăng tốc thì các bạn đã thấy rồi đây là một trong những điều mà chúng ta cũng đã nói tới cái đây vài ngày là nếu như mà có sự căng thẳng gia tăng đó giữa Ukraine và Nga đó thì Hoa Kỳ sẽ không đứng yên đâu. Trước đây vài ngày thì Tổng thống Joe Biden cũng đã nói úp mở cái việc là quan tâm và can thiệp vào rồi và theo thông tin mình đọc đó thì tổng thống joe biden sẽ gửi là khoảng chừng hai 000 quân của mỹ à, tới ba lan và đức nơi mà họ sẽ tham gia cùng các quân đội khác và một 000 người khác đó đỡ châu âu và sẽ được chuyển đến romania và chúng ta thấy được là cái sự ảnh hưởng đó đến dầu và các mặt hàng khác đó là sẽ có nếu như mà thật sự chúng ta thấy là chiến tranh xảy ra nếu như mà nga tiến vào ukraine thì điều này đó sẽ dẫn đến là việc là cổ phiếu sẽ bị giảm giá và giá hàng hóa sẽ tăng lên thì tại vì sao chúng ta cũng đã nói tới là nếu như mà chiến tranh xảy ra thì có thể có những cái uh, điều giống như là chúng ta thấy là thuế quan có thể tăng lên cấm vận kinh tế sẽ xảy ra chuỗi cung cầu đó lại sẽ bị tắc nghẽn thêm nữa và tiền sẽ tìm cách rời khỏi vân vân cho nên nếu như mà chiến xảy ra đó mà các bạn thấy chúng ta không nói đến chính trị mà các bạn không nghĩ là có liên quan đến tài chính hay là nền kinh tế thì các bạn nên suy nghĩ lại tại vì thật sự là tất cả có liên quan với nhau cho nên thường mới nói tới những thông tin này để các bạn hiểu thêm Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái thông tin liên quan tới Fidelity đi. Họ đã đưa ra một cái bản thống kê dài khoảng chừng là 30 trang và rất là chi tiết liên quan tới BTC. Để thường chia sẻ với các bạn và một số những cái suy nghĩ của Thuận. Nhưng mà trước hết á, thì Benjamin Cohen có chia sẻ một cái biểu đồ trên màn hình. Các bạn thấy là đây là cái biểu đồ mà có bốn màu. À, màu hương đó là đại diện cho cái mùa tăng trưởng đầu tiên của BTC. Màu xanh á, kế bên là đại diện cho cái mùa tăng trưởng thứ nhì của BTC có nghĩa là thời điểm khoảng chừng năm 2013 đó và các bạn thấy là kế tiếp cái đường mà màu xanh lá cây đó là đại diện cho cái thời điểm tăng trưởng của năm 2017 cái chu kỳ mới đây và cuối cùng là cái đường màu cam đó là cái chu kỳ hiện tại thì đây là cái tài liệu mà tính mỗi một chu kỳ đó từ cái mức thấp nhất lên tới cái mức cao nhất thì trước hết các bạn thấy được là đương nhiên rất rõ ràng nhìn vào lịch sử đó thì những chu kỳ sau này cái phần trăm tăng trưởng đó bên tay trái này đó đừng zoom vào các bạn thấy rõ hơn đây chính là cái phần trăm tăng trưởng à, của cái chu kỳ đó thì tổng phần trăm tăng trưởng đã giảm theo thời gian cho nên từng chu kỳ đó cái xu hướng của à, cái biểu đồ nó càng ngày càng đi xuống đó đương nhiên là sự thật. Nhưng mà thêm vào đó, đó thì các bạn thấy được một điều khác rất rõ ràng đó chính là chúng ta nhìn vào chu kỳ đầu tiên đi chu kỳ thứ nhì màu xanh dương, chu kỳ thứ ba màu xanh lá cây đều có cái điểm chung đó chính là parabolic có nghĩa là trước khi mà kết thúc chu kỳ thì chúng ta đều thấy có một cái sự tăng trưởng cực mạnh và cực nhanh. Nhìn ngược lại với lên năm 2021 và 22 này thì các bạn thấy được là không giống chút nào. Cho nên nhiều bạn nói đó là chúng ta à, lần này sẽ không khác Nhưng mà nếu các bạn nghĩ là chúng ta sẽ không có kết thúc những chu kỳ trước Có một cái sự tăng trưởng parabolic Thì các bạn đã nghĩ lần này đã khác rồi Nhưng mà các bạn hiểu rất rõ ràng là chúng ta trong đợt tăng trưởng này đã Vẫn chưa có xảy ra một cái đợt uh, tăng trưởng parabolic như là những đợt trước Và nếu như mà nhiều bạn tin là chúng ta kết thúc một tăng trưởng này Ở đây đó thì đây là lần này đã khác có nghĩa là chúng ta thì được là có một cái điều khác biệt đã xảy ra đối với BTC rồi thôi đó thì vẫn nhìn vào lịch sử cho thấy được là chúng ta vẫn chưa thấy một đợt nào mà cái mùa tăng trưởng kết thúc như vậy đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn và Fidelity thì cũng không nghĩ như vậy các bạn thấy được là Fidelity đã chia sẻ một cái bài cũng rất là chi tiết để thường đọc một số những tài liệu với các bạn rồi thường sẽ chia sẻ thêm một số thông tin trước hết á, các bạn thấy được là phải đeo đó nói riêng về bitcoin thì Fidelity đó trong đây đó không chỉ riêng là nói về những cái tính năng của Bitcoin chúng ta đã biết rồi và suy nghĩ liên quan tới Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị là tiền của thế hệ mới mà Fidelity đó còn dốc tâm để mà tách rời Bitcoin và crypto ra có nghĩa là Fidelity nói là chúng ta đừng nên gặp chung Bitcoin và crypto chung với nhau để mà nói thật ra Bitcoin rất khác với những loại tài sản có được số khác thì họ nói đây đó là Bitcoin được hiểu tốt nhất đó là tiền tệ và là một trong những chủ đề nhà đầu tư cần phải quan tâm đến liên quan tới là tiền tệ và kho lưu trữ tài sản giá trị trong thế giới kỹ thuật số đó mà ngày càng phát triển có nghĩa là họ nói là những nhà đầu tư đó cần phải quan tâm đến một là tin bitcoin là tiền tệ còn hai đó là tin bitcoin là kho lưu trữ tài sản đây là hai điều mà nhà đầu tư cần phải tin tưởng nếu như mà chấp nhận đầu tư và lưu trữ btc chỉ một trong hai cái đó mà thôi hay là cả hai thì bitcoin về cơ bản đó khác với bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác không có tài sản kỹ thuật số nào khác có khả năng cải thiện Bitcoin như một loại hàng hóa tiền tệ vì Bitcoin là tiền kỹ thuật số an toàn nhất. Có nghĩa là tốc độ đào Bitcoin rất là an toàn. Cho nên các bạn thấy được là nếu các bạn muốn gửi cái số lượng tiền lớn đó thì an toàn nhất là gửi hoàng lưới của BTC hiện bây giờ so với là những loại tài sản kỹ thuật số khác. Bitcoin phi tập trung là một loại tài sản tốt nhất và bất kỳ cải tiến nào nhất thiết sẽ phải đối mặt với sự đánh đổi có nghĩa là Bitcoin đó các bạn có thể nghĩ là Bitcoin chậm các bạn có thể nghĩ là Bitcoin phí cao các bạn có thể nghĩ là Bitcoin sử dụng quá nhiều điện các bạn có thể nghĩ là này kia kia nọ về BTC nhưng mà trên căn bản bất cứ một loại tài sản kỹ thuật số nào muốn cải thiện bất cứ cái phương diện nào về BTC đó đều phải đánh đổi như là các bạn thấy được là chúng ta muốn nhanh hơn thì cần phải tập trung hơn à, chúng ta thấy được là muốn rẻ hơn thì có thể là không an toàn hơn vân vân chúng ta có thể thấy được là bất cứ một điều gì mà ta muốn thay đổi về BTC đó đều phải đánh đổi với một cái điều khác đó là điều thứ nhì được nói tới bởi Fidelity đi điều thứ ba đó là họ nói là không nhất thiết là phải có sự độc quyền giữa sự thành công của BTC và tất cả các token khác Thay vào đó đó, phần còn lại của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đó thì có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau hoặc là giải quyết các vấn đề khác nhau. Nghĩa đây đó có nghĩa là chúng ta thấy được là phải đều là nói là chúng ta nên tách rời Bitcoin và những loại tài sản khác. Tuy vì một trong những điều mà nhiều người mà họ không thích Bitcoin họ hay nói đó là có thể là Bitcoin hiếm, có thể là Bitcoin bây giờ là có giá nhưng mà làm sao chúng ta ngăn cản được một Bitcoin tốt hơn có thể được sinh ra làm sao chúng ta có thể nói được Bitcoin đó là cực kỳ khan hiếm khi mà chúng ta có hàng ngàn những loại tiền kỹ thuật số khác cũng giống như BTC mà thôi nhưng mà phải nói đây đó là không giống đâu tại vì Bitcoin rất là khác biệt Bitcoin đó vai trò là một tiền thế hệ mới và tài sản của thế hệ mới tài sản lưu trữ giá trị lâu dài còn những loại tiền kỹ thuật số khác đó là họ sinh ra để mà giải quyết một vấn đề khác hoàn toàn không giống như là BTC nói thêm ở đây đó thì họ nói là các dự án đó không phải là Bitcoin và nên được đánh giá từ một góc độ khác so với là Bitcoin Có nghĩa là dự án kia đó chúng ta không thể đánh giá như là chúng ta đánh giá Bitcoin được Chúng ta cần phải nhìn vào góc cạnh khác Giống như là một mạng lưới à, về nền tảng thì chúng ta cần phải so sánh là nền tảng đó là hệ sinh thái như thế nào Khác với BTC chúng ta nhìn vào đánh giá như là một loại tiền thề mới hay là một loại tài sản lưu trị giá trị lâu dài và kế tiếp họ nói đó là Bitcoin nên được coi là một tài sản cho các nhà đầu tư truyền thống đang tìm kiếm cách để mà tiếp cận với tài sản kỹ thuật số và cuối cùng họ nói đó là các nhà đầu tư nên có hai khuôn khổ riêng biệt rõ ràng để xem xét đầu tư vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số này đó chính là BTC thứ nhất đó là Bitcoin là loại tiền tệ mới như thường đã chia sẻ với các bạn và thứ nhì là một loại tài sản kỹ thuật số có đặc tính giống như là đầu tư mạo hiểm đây là kết luận của Fidelity có nghĩa là nhiều người khi mà đọc cái bài viết này đã thấy được là Fidelity cũng khá là bullish trên Bitcoin thì đương nhiên rồi nhưng mà gần như là họ muốn tôn sùng Bitcoin là loại tài sản kỹ thuật số duy nhất mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái điều mà nhiều người khi mà đọc cái bài viết này đó nhận ra được và họ cũng đưa ra một cái bảng các bạn thấy được cái bảng này đó là so sánh vàng Bitcoin về tiền mặt và so sánh những cái mà thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây rồi các bạn đã nhớ cái thống kê này thường chia sẻ với các bạn đó so sánh giữa À, tiền mặt vàng và BTC so sánh cái chức năng như là kho lưu trữ giá trị một đơn vị tính toán hay là phương tiện trao đổi và so sánh những cái đặc điểm đó chính là độ bền tính di động khả năng phân chia tính đồng nhất nguồn cung hạn chế khả năng chấp nhận lịch sử ổn định mà được đây cũng là những gì mà được so sánh bởi Fidelity và các bạn thấy rất rõ ràng là cái dấu cộng màu xanh lá cây đó là tốt thì các bạn thì được là hầu như một nào BTC cũng là tốt nhất ngoại trừ là đương nhiên là BTC không có lịch sử giá trị lâu dài như là vàng hay là tiền pháp định và tiền pháp định cũng không có giá trị lâu dài các bạn thì được là lịch sử đó thì cũng rất là ít nhưng mà vàng là cái loại tài sản mà có cái giá trị lịch sử lâu dài nhất BTC chỉ thua cái phần đó mà thôi còn lại đó đều là dấu cộng hết cũng như là thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây những điểm mạnh và yếu của BTC chỉ khác biệt đó là đây không phải là những gì mình thường chia sẻ với các bạn mà đây là cái được chia sẻ đến từ công ty đầu tư Fidelity ở Hoa Kỳ là một công ty đó mà các bạn thấy được là có tới 4,2 tỷ đô la đang được quản lý bởi công ty này tính tới tháng 6 năm 2021 và đương nhiên đó có một số người cũng có câu hỏi là tại sao mà phải đâu để đưa ra một cái bài nghiên cứu chi tiết về BTC và hầu như chỉ nói riêng về Bitcoin giống như là nói là chỉ có Bitcoin mà thôi không có nên quan tâm đến những loại tài sản số khác thì hôm nay đó ở trong một cái cuộc phỏng vấn đó thì có một sự chia sẻ là công ty Fidelity nói là không phải bài viết này là họ viết về BTC tại vì bây giờ đó những khách hàng của họ những nhà đầu tư lớn đó thì họ quan tâm đến tính thanh khoản và BTC là tài sản kỹ thuật số có tính thanh khoản cao nhất hiện bây giờ cho nên họ đương nhiên là quan tâm đến BTC rồi nhưng mà họ cũng thích uh, Ethereum và một số những loại tài sản kỹ thuật số khác và họ sẽ từ từ uh, có thêm những cái uh, loại công cụ đầu tư chuyên về những cái uh, crypto khác nhưng mà bây giờ họ chỉ quan tâm đến BTC mà thôi nhưng mà họ sẽ không chỉ quan tâm đến BTC sau này họ sẽ quan tâm đến nhiều những đồng khác đó chính là tài liệu phải đeo đi mà nhiều người đang nói tới hiện bây giờ mà thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao thì mà hãy comment ở bên dưới rất là bullish về BTC